Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay mưa gió quá các bạn. Thái Nguyên này chắc phải mưa, cả cái miền Bắc này chắc phải mưa thêm vài tuần nữa cho mới hết. Đây cái chỗ bên kia qua mới múc đất đi này các bạn. Bên em sau này sẽ là dọn rửa ở bên đấy, xong là đánh xe về bên này luôn. Hôm nay em xin phép quay cho các bác chi tiết cái con i10 này. Con này là Hyundai i10, sản xuất 2018. Số sàn bản đủ nha các bác nhé. Màu xám này, màu đồng đồng kiểu đấy. Đây một vòng quanh xe. Xem từ lốp từ dưới lên trên đi nhỉ. Đây lốp còn rất là dày các bạn. Đết 2019 nhé. Đây 2019. Đến lốp trước này. Đoạn này bị mo vào tí này các bạn này. Đấy một chút vào. Rất là dày luôn. Đây này. Cả dàn đẹp luôn. Đây này, hơi xấu này các bạn này. Để gạt mưa này. Nhưng mà em cũng không cần thay, cái này không quan trọng mấy. Về cơ bản là con này nó không có đâm đụng va chạm gì các bác nhé. Đèn đây, chỗ này các bác chủ cũ bác độ hai cái led nhỏ vào hai bên này. Đấy. Xem phần nội thất đi nhỉ. Con này hết đăng kiểm này. Em lại mất tiền đăng kiểm rồi. Nội thất ghế vẫn nguyên bản như các bác nhé, hai màu đỏ đen đây. Đã lên màn hình cam hành trình cam lùi rồi. Còn hai chìa khóa nguyên nha các bác nhé. Đây, hai chìa. Để nổ start top. Ở đây phần củ số này. Vô lăng đây. Con này thì bác chủ cũ ấy, bác lên đồ 3D rồi các bạn, à trần 3D rồi. Quay hết các cửa cho bác nhé. Đây cửa trước phụ này. Con này là chỉ không mất một phân nào luôn. Còn va quẹt sơn tỉa là có rồi các bác nhé. Đấy, từ 2018 rồi mà. Đếp kính này. Mạ kính nhé. Hàng ghế sau đây. Mỗi cái chỗ này là bị rách một tí này. Và cái khâu lại này. Đấy, một cái chấm đấy thôi. Cửa này là chở cái gì bị chọc vào đây này các bạn này. Nhưng mà cái miếng da này thay rẻ không 200 là thay được rồi các bạn. Đây phần keo chỉ đây. Ốc còn zin nhé. Hơi tối nhỉ các bạn nhìn không biết có rõ không. Để ra ngoài thì lại mưa. Kính sau đây. Con này để đi siêu tiết kiệm các bạn. Phần cốp này. Đây ốc. Đây cả cái hông bên này này, zin đét nha các bác nhé. Chỉ đây. Lốp phụ các thứ đầy đủ. Để em lên trên xe em nổ máy ra để các bác xem cái ô đô nhé. Kính lái này vẫn là zin nhé. Mỗi con này là lên cái trần này thôi. Nhưng ngoài miền Bắc là không thích cái trần này. Trong từ miền Trung miền Nam vào là hai bọc. Đây các bác ô đô 12 vạn 5 này. Màn hình đây cam lùi đây.
Đấy. Điều hòa thì mát lạnh rồi, không nói con này rồi. Quyền quay nốt hai cái cửa này cho các bác nữa chứ. Đây cửa phía đằng sau này. Bên này bị ngược sáng nhìn chắc là không rõ rồi. Đây nằm cửa đây. Ốc ếch các thứ là zin nét luôn. Cửa trước đây các bác. Đấy. Ốc cánh cửa này. Phần các phím bấm rồi tay nắm này các bác chưa mòn mấy, nói chung là khá là đẹp con này, có khi là cũng không quá 15 vạn đâu các bạn. Đây phần chân côn chân phanh này, sang cái phần quan trọng nhất đi nhờ, cái máy cháo hung đeo tai nghe, nghe nhạc suốt. Đấy không cần rồi. Đây cabo đây các bác. Ốc gì nét nhá. Đấy, các cái chỉ này. Con này thì không bàn về chất lượng mà. Chỉ bàn nhau về giá nữa thôi nhỉ. Đây, máy con này là rin từ giằng cò luôn các bạn. Đấy. Không có hiện tượng ẩm dầu hay làm sao hết nhé. Phần số zin này, máy zin. Mỗi cái gạt mưa là xấu thôi các bạn. Đây, nhìn chán không ấy. Hôm nào chắc phải đi sơn lại. Đấy, với lại một cái chấm ở cửa này. Ít quá em không làm cái chấm này thì làm được thôi nhưng mà không làm nữa các bạn. i10 này 2018 bản đủ số sàn em đang bán là 260 triệu nha các bác nhé. 260 triệu. Đây quay nốt còn mấy cái xe ế ở nhà này. Con này là con Kia Rio sản xuất 2016 số sàn. Đi cũng tầm 30 vạn rồi các bạn. Đây. Nội thất cũng bọc cái ghế hai màu khá là tươi. Trần 3D màu cam này. Cũng lên màn hình cam quýt hết rồi. Máy móc thì zin. Có mỗi cái kính này nó các bạn. Cái kính này là không phải đâm va gì nhé. Kính này nó chắc là bị cái gì đấy mà vỡ. Em thay kính hãng luôn này. Riêng cái kính này hai củ mua trong hãng. Con này bên em đang bán với giá là 250 triệu nha các bác nhé. Rio màu trắng tinh đây 2016. Còn tiếp theo là đến cái con Kia Morning sản xuất 2019 số sàn đấy các bác. Con này thì zin tuyệt đối rồi, không có gì để chê con này nữa rồi. Chân côn chân phanh ở vô lăng này ngắt căng luôn. 2019 số sàn bên em đang bán với giá là 220 triệu nha các bác, 225 triệu nhé. Đã bao gồm cả rút hồ sơ rồi. Sơn tỉa sạch đẹp hết rồi. Các bác về chỉ việc đổ xăng mà đi thôi. Hồ sơ cầm tay rồi. Bây giờ vào tên là chỉ trong ngày là xong. Đây đến cái con Kia Optima này. Con này sản xuất 2017 các bạn. Bản 2.0. Bản đủ cửa nóc nhé. Đây có cửa nóc. Hết cái nóc luôn. Đấy. Con này bên em đang bán với giá là 489 triệu nhé. 489 triệu. Bao cả rút hồ sơ rồi. Hồ sơ con này cũng cầm tay rồi.
sang tên rất là nhanh luôn. Con này đi thì nó bốc thơ rồi các bạn, hơi tốn xăng hơn con khác một tí. Đây là cái con Y30 229 triệu nhá, 229 triệu. Con này được cái ngồi nó rộng rãi, đi rất là ngon các bạn. Đây để em quay nội thất cho các bác một chút. Ghế da xịn sò luôn. Số tự động nhé, cũng lên màn hình cam hành trình, cam lùi hết rồi. Máy móc zin nhé con này nhé. Sản xuất 2008, 229 triệu con số tự động Y30. Còn nào nữa nhỉ? À đây cái con 2024 này, Vios này thì em bán rồi. Cả con này cũng bán rồi này. Con Mazda 2 hôm qua khách cũng chốt rồi các bạn. Còn cái con Kia Morning này thôi. Con này xe cũng zin toàn bộ nhé. Màu trắng, sản xuất 2015. Ghế da thì được bọc mới rồi. Cũng đã có màn hình rồi các bạn. Đây phần vô lăng này. Con này thì trần vẫn nguyên bản, mỗi bọc cái ni lông thôi. Bác nào về không thích thì lột đi. Kia Morning này em đang bán với giá là 175 triệu nhé, 175 triệu nha các bác. Em còn một con Honda Civic nữa em để trên trên kia. Con đấy là sản xuất 2008. Em đang bán với giá là 220 triệu. 208 2.0. Số tự động nha các bác nhé. Rồi ok. Em xin phép kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nha. Bác nào mà kết xe nào thì có thể liên hệ em, số điện thoại em để dưới góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.